xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 33: lá đu đủ có thể chữa được bệnh ung thư. Đu đủ là loại cây thân thảo được trồng rộng rãi ở các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam và cả những nước cận nhiệt đới. Từ xưa đến nay, bên cạnh việc sử dụng làm thực phẩm, đu đủ còn được dùng làm thuốc để điều trị các loại bệnh. Tuy nhiên gần đây, có nhiều bài báo viết về tác dụng thần kỳ của lá đu đủ trong việc điều trị và phòng ngừa các bệnh ung thư, dẫn đến mọi người truyền miệng nhau mua lá đu đủ khô về sắc lấy nước uống với mong muốn thứ lá thần dược này có thể điều trị khỏi căn bệnh đáng sợ. Vậy thực hư của chuyện này ra sao? Theo đông y, đu đủ có tên là phan hoa thụ, có tính hàn, vị ngọt, mùi hơi hắc, có tác dụng thanh nhiệt, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc. Đu đủ chín được coi là trái cây bổ dưỡng, giúp tiêu hóa tốt các loại thực phẩm như thịt, lòng trắng trứng. Quả đu đủ xanh nghiền nát với nước bôi ngoài da có tác dụng chữa các vết tàn nhang ở mặt, tay, vết chai chân và bệnh eczema, chàm. Nhựa đu đủ dùng làm thuốc tẩy run, nhưng cẩn thận khi dùng cho trẻ em và người bị loét dạ dày. Quả đu đủ được tươi hoặc khô hấp với đường hoặc đường phèn dùng chữa bệnh ho, viêm phế quản, khàn tiếng. Lá đu đủ dùng gói thịt gà khi nấu để thịt nhanh mềm hơn. Nước sắc lá đu đủ được dùng để tẩy những vết máu bám trên dạ dốc hoặc rửa các vết thương, vết lở loét, tiêu nhọt. Có thể vì công dụng tiêu mụn nhọt đó mà dân gian đồn thổi lá đu đủ được chữa được bệnh ung thư. Thực ra trong đông y cũng có gọi tên chứng ung thư, nhưng ý nghĩa khác hẳn tây y. Ung là u, thư là nhọt. Theo mô tả của sách cổ Linh Khu cách đây hơn 4.000 năm, thì chứng này tương tự áp xe hoặc vết thương lở loét chảy mủ về mặt triệu chứng. Trong khi đó, đông y hoàn toàn không có khái niệm ung thư để chỉ khối u ác tính, cancer, như trong tây y. Còn theo tây y, cây đu đủ có tên khoa học là Carica babayae, thuộc họ đu đủ Babayaceae. Lá đu đủ chứa chất alkaloid carbain có tác dụng dược lý làm chậm nhịp tim, diệt ký sinh trùng amip, điều trị sốt rét. Nghiên cứu chỉ ra rằng lá đu đủ có chứa men babain có tác dụng tương tự men babain của dạ dày và men trypsin của tuyến tụy, có khả năng phân giải chất đạm. Ngoài ra còn có tác dụng làm đông vón sữa và giảm độc tính của một vài loại độc chất. Về tác dụng chống sự phát triển của các khối u, các nhà khoa học tại Đại học Florida đã thực hiện nghiên cứu thực nghiệm bằng cách dùng dịch chiết của lá đu đủ cho vào các tế bào ung thư nuôi cấy trong ống nghiệm. Kết quả khá hứa hẹn, người ta phát hiện ra trong lá đu đủ có tác dụng điều hòa sự chuyển đổi tế bào TH1, viết tắt của TH1 hay còn gọi là tế bào trợ giúp loại 1. Trong hệ thống miễn dịch của con người, TH1 là một loại tế bào bạch cầu kích hoạt các phản ứng miễn dịch trong cơ thể. Nghiên cứu cho thấy dịch chiết từ lá đu đủ có thể cung cấp tiềm năng, xin nhấn mạnh là tiềm năng, để điều trị và phòng ngừa một số bệnh như ung thư, các rối loạn do nguồn gốc dị ứng khác nhau hoặc ứng dụng trong liệu pháp vaccine. Tuy nhiên, đây chỉ là nghiên cứu thực nghiệm, tức là nuôi cấy tế bào trong phòng thí nghiệm. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu chính thức thử nghiệm nào trên động vật và trên người. Như vậy, nếu bạn hỏi, tóm lại lá đu đủ có chữa được ung thư không? Câu trả lời chính là có thể nếu chữa ung thư trong phòng thí nghiệm. Nhưng nếu bạn hỏi có chắc chắn chữa khỏi trên người không? Câu trả lời là không, vì chưa có nghiên cứu thấy hiệu quả trên con người. Thực hư lời đồn thổi, bài thuốc dùng lá đu đủ trị ung thư được dịch từ một bài báo của tờ Gone Quartz Bulletin, Úc, vào tháng 5 1978, nói về một bệnh nhân người Úc tên là Stan Sheldon bị bệnh ung thư phổi, lan đến cả hai lá phổi năm 1962. Các bác sĩ kết luận ông chỉ có thể sống thêm khoảng 5 tháng nữa. Không lâu sau, ông đã được một thổ dân Úc tiết lộ phương thuốc cổ truyền của họ là dùng lá đu đủ sắc nước uống. Stan Sheldon uống phương thuốc này liên tục trong 2 tháng thì sức khỏe trở lại bình thường. Qua kiểm tra, các dấu hiệu ác tính không còn nữa. Ngay sau đó, thông tin về bài thuốc đã được dịch và lan truyền nhanh chóng đến Việt Nam, nhưng rơi vào quên lãng vì không có bất cứ công trình nghiên cứu hay công bố chính thống nào về tác dụng trị ung thư của lá đu đủ. Trong chuyên mục Đời sống trên báo An ninh Thủ đô, các bác sĩ tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương đã từng cho bệnh nhân ung thư phổi dùng nước sắc lá đu đủ khi chưa có nhiều thuốc điều trị. Tuy nhiên, việc điều trị không mang lại kết quả, bệnh ung thư phổi phát triển rất nhanh,
có khi chỉ 3 đến 6 tháng bệnh nhân đã tử vong. Hơn nữa, việc dùng nước lá đu đủ có thể có đáp ứng chậm, phải sau vài tháng mới thấy kết quả. Do đó, nếu bệnh nhân không tuân thủ điều trị sớm theo thầy thuốc mà chỉ dùng lá đu đủ, có thể đánh mất cơ hội sống của mình. Hơn nữa, bài thuốc lá đu đủ được thổ dân Úc dùng là loại pau pau, đu đủ thân gỗ, còn đu đủ ở Việt Nam là cây thân thảo. Ngoài ra, đu đủ có tới cả 100 loại. Lấy loại lá nào, hàm lượng bao nhiêu, dùng trong bao lâu thì lại không rõ. Đồng quan điểm ở trên, các bác sĩ ở Bệnh viện K Trung ương, Viện Dược liệu và Hội Đông y Việt Nam cho rằng những đề tài nghiên cứu về tác dụng chữa ung thư của bài thuốc lá đu đủ đã được triển khai cách đây mấy năm nhưng đều thất bại. Và đến thời điểm này, chúng ta chưa có công bố chính thức nào. Hiệu quả của nó vẫn chỉ dừng lại ở mức độ sử dụng theo kinh nghiệm dân gian và theo các tài liệu không chính thức được công bố lẻ tẻ. Thạc sĩ Đoàn Lực, trưởng khoa chống đau, Bệnh viện K Trung ương cho biết tháng nào khoa cũng tiếp nhận những bệnh nhân bị tai biến nặng nề, thập tử nhất sinh ở giai đoạn cuối do dùng các loại lá thuốc, thuốc nam, lá đu đủ, thậm chí cả thực phẩm chức năng để chữa bệnh. Lúc đến bệnh viện thì khối u sưng to, di căn nhiều nơi, bệnh nhân suy kiệt nên điều trị chủ yếu là nâng cao chất lượng sống, giảm đau cho bệnh nhân chứ không còn cơ hội chữa. Bệnh ung thư là căn bệnh hiểm nghèo nhưng nếu phát hiện sớm vẫn có thể chữa khỏi bệnh. Ở giai đoạn muộn chỉ có thể giúp kéo dài sự sống. Nhiều người khi phát hiện ung thư lại không điều trị mà tự ở nhà uống nước lá đu đủ, thuốc nam. Điều đó đồng nghĩa với việc họ đã bỏ qua mất thời gian vàng để điều trị, làm khối u phát triển nhanh hơn. Tóm lại, chưa có nghiên cứu nào chứng minh việc sử dụng lá đu đủ có thể điều trị được ung thư trên người. Trong tương lai, cần có thêm nghiên cứu về vấn đề này. Vì thế, người bệnh nên tránh tự ý dùng lá đu đủ chữa bệnh, đánh mất cơ hội được điều trị kịp thời và làm nặng thêm bệnh tình. Bệnh nhân ung thư cần phải được điều trị bằng các liệu pháp tiên tiến đã được khoa học chứng minh. Còn các loại thuốc nam chỉ là liệu pháp hỗ trợ, chỉ dùng khi có nghiên cứu thử nghiệm trên người hoặc bằng chứng khoa học rõ ràng. Sự thật, lá đu đủ chưa có đủ bằng chứng để trở thành một phương pháp điều trị ung thư. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thương. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Bằng Tím, Ung Thư, Tin Đồn và Sự Thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.